hầu ông mấy cô biết hết luôn kìa, biết hết ekip mình luôn. Con chào cô. 13 mét à? Dạ. Chị luôn mà. Dạ. Ở Cần Thơ hả cô? Dạ. Câu này là một tên. Đồng tên. Một họ. Dạ một họ Phạm luôn. Mà gì? À, hâm mộ chú Vũ Linh mà tới mà ai ở trên đây cũng biết hết, lên tới là biết tên hết trơn luôn đó. Biết hết luôn rồi. Con chào ba cô. Cô biết Bùi Hải không? Thái quay đầu. Nếu mà con mỗi đảng cô không biết con. Biết, không sao móc. Trời. Con cô biết không? Không biết. Em lâu lắm rồi tại ít đến đây nhiều. Em là thích lên. Được ngố TV. Biết anh này không cô? Hả? Không. Không biết. Không biết. Cảm ơn cô rất nhiều, công cáo cô rất nhiều nha. Đó. Diễm Minh. Dạ. Chào ba cô. Hồi mới vô biết Hải quay đầu chặt. Biết hết trơn luôn. Hết luôn. Hên là biết phòng 61 và thì vì đã có một rất là vui mừng. Cô hay lắm, cô nghiên cứu hết trơn rồi. Ngày nào cũng lên clip coi trơn. Mấy đứa nhỏ rồi bắt giờ. Mấy cô là chế đu đủ hả chị? Cô chung cúng đu đủ với chuối. Mới. Rồi con chào bác cô, không biết là mình đến từ đâu nè. Dạ, đến từ Cần Thơ. Anh, không nho anh để đi nè. Để hai chùm nho đi, để cái đó lên đó luôn đi. Dạ, đi. Này là Tết xưng ba ngày xưng đi nè. Nhỏ cháu dâu. Còn mới nói câu hơn. Cô đi tới đâu là cũng đem bông hoa đến. Để cái này hụt vô. Sao biết coi ngày nào cũng coi. Ngày nào cô cũng lên coi là biết tên ai ai đây. Có biết quẹt. Tôi tin qua luôn á. Cô à, đặc biệt là dung bức nào ở trên mọi người. Cô của em đi chị. Được ngố hả chị? Được ngố hả? Có mấy cô là bữa nay lên giếng mộ của chú Vũ Linh. Dạ, cô chú anh chị. Bữa nay mình được lên thăm cậu mừng hả cô? Dạ. Lần đầu hả cô? Dạ. Chết mà đúng người này quậy kêu thấy từng hiệp lên gan lên mình đốt cái nhà. Dạ mới mãn nguyện đi dẫn cháu đi. Bữa nay là cô đi mấy người cô? Đi 6. 6 người. Cháu ngoại lái xe là 7. Dạ. Còn mấy người cô kia đâu cháu? Cô qua YouTube. Con của tôi đâu? Gái nè. Dạ, cậu tài. Cô đi nè, cô mời. Dạ, vậy là chị là con thứ ba của cô. Vô đi thì đâu hết. Hả? Cái gì con? 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 Cái gì gì quên tên biết mà quên tên nè nhà biết quên tên con biết Hương ở Đồng Nai nữa à, Hương quá trời luôn à. Quá trời luôn rồi. Dạ dạ anh em đi tốt cũng hâm hoa dễ thương quá trời luôn như là sao nổi tiếng luôn nè mọi người chơi đâu hâm hoa chơi không.
tất cả các lâu quá cô theo dõi là biết mấy ngày là chị không lên luôn á. Ngày cô cũng biết hết nha, cô nhìn mặt là cô đang nói tên là chính xác luôn. Mới là biết anh Toàn, anh Toàn giữ mộ rồi đó. Wow. Cái anh gì nãy mới thành Thành nó ăn xuống là biết tên luôn. Dạ. Biết là ngay cái mộ chú Vũ Linh đó là có cái cây dù màu tím, tím trắng. Dạ. Dòng dòng kiếm là tím trắng là vô đó. Này là không lạc được ha chị ha. Có này này chưa biết. Dạ. Phòng xa mốt con là dạ. Tại vì em đi làm á rồi ít xuống thường xuyên giống như mấy anh em. Vậy là cô là nghiên cứu hết mấy anh hết trơn rồi. Nhi nữa vậy cũng đi đâu lâu lắm nè. Dạ. Hay quá cô ơi. Cô biết hết luôn. Dạ. Cô biết người nào có mà ngày nào có mặt, người nào không chứ ngày nào vắng mặt luôn nữa. Cô rất là hâm mộ luôn thấy chưa. Dạ. Cô cũng quá thân thân, con có quá thân thân nè. Hậu Giang, à. Con đi về Cần Thơ rồi con đi qua bên An Giang nữa. Phải biết đi Cần Thơ là cô đâu có xài cái quẹt này được, cô xài cô bắp. Mấy anh em có chuyện là có số Cần Thơ đi. Cô xài cô bắp không à? Dạ. Xin số điện thoại được rồi. Cho điện thoại đi. Không nhớ nữa. Trời ơi. Gái nha. Thôi giờ giờ cô lại mộ chú Vũ Linh đó đi. Dạ. Tại vì cô hâm mộ chú Vũ Linh quá. Né 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 đường cho cô đi vô thăm cậu nè. Hôm nay mình đến đây có lẽ là lần đầu luôn tiên. Qua đời. Con đi qua nè. Đi bên đâu rồi? Trốn rồi. Cúng cơm cho cậu. Anh gửi tiền, cô gửi tiền cho anh Duy Minh nha, cúng cơm cho cậu nha. Kiếm kiếm đúng tên Duy Minh mới được nha. Cô là Tịnh Thùy. Cô gửi 500 để cúng cơm cho chú Vũ Linh. Cô nhiều sức khỏe nha cô, để đạo gia đình mình làm ăn. Gọi đi cúng cơm heo. Rồi ngoại vô clip cúng cơm của Duy Minh mà nó cúng cái mâm cơm mà Duy Minh giá cho ngoại heo ngoại. Duy Minh giá hay lắm tên. Duy Minh giá này khỏi chê. Cô hay quá, cô ai cô cũng biết hết nè. Bữa nào người nào có mặt, người nào vắng mặt là cô biết hết luôn. Biết luôn đúng không? Có vậy cô ngày nào cô cũng coi đúng không cô? Dạ. Dạ. Hôm nay Vũ Linh mất đem về đây thấy giờ là cô coi từ nhà lên tới đây luôn. Dạ. Dạ. Chủ nhật cổng ngày ngày chủ nhật luôn á. Dạ. 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 Cô bác sĩ tiền nha. Có xem cô điện cô không thấy đam mê chú Vũ Linh gì. Đó cô chú anh chị chưa ở mộ của chú Vũ Linh nha, rất là vui đó mà khán giả đến đây nhớ mặt của anh em đó, nói tên rất là vui đó. Thì cái video của Hiền Tiên buổi trưa đến đây kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.